Bên phía của KT Roster có một con tướng làm nên thương hiệu của King ở trong giai đoạn playoff, đó chính là Banfire được phá vào. Thì đây xem cái con tướng mà King đã được vận hành tốt để có thể nhắm vào những người chơi xạ thủ chủ lực. Và đặc biệt đó chính là Aphelios của Pay ở trong ván thi đấu này. Nhưng bên phía bên kia thì cũng có Tam Ken nha. Và Kim anh ta sẽ phải lựa chọn mục tiêu và sử dụng cho mình cái không thể cắn phá một cách rất kỹ lưỡng. Đây là một ván đấu mà KT Roster đang muốn đánh một cái đội hình bằng TF và Virgo để gây áp lực. Nhưng họ vẫn sẽ chơi xoay quanh Saiya của Aiming mà thôi. Cái cách chơi xoay quanh xạ thủ chủ lực đến từ bên phía KT Roster ở trong ván đấu đầu tiên nó vẫn sẽ được tái hiện. Vẫn sẽ là một con tướng tanker ở khu vực đứng trên dành cho Kim. Không phải là Saiyan như ở ván trước nữa mà nó sẽ đổi qua một con Malphite thương hiệu của anh ta, và cũng là một con tướng thương hiệu của KT Roster ở khu vực đứng giữa, đó là con Twisted Fate của BDD. Chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Và tôi đang khá là tò mò với kèo đấu đứng giữa khi mà Ari của Chovy đối đầu với con TF của BDD, và để xem là con TF thương hiệu này nó sẽ diễn ra, nó sẽ thể hiện như thế nào. Chúng ta thấy được rằng ở giai đoạn trước á, thường thì Ari là lựa chọn sau, và khi mà TF bay đi với định mệnh anh ta sẽ mất với khoảng thời gian niệm. Và trong khoảng thời gian đó, nếu như TF bay trên tầm nhìn mà Ari áp sát được với phi hồ, nó sẽ là những cái tình huống rất nguy hiểm dành cho đứng giữa của KT Roster mà anh ta sẽ cần phải chú ý ở trong ván đấu này. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu thứ hai của trận chung kết nhánh thua LCK mùa xuân năm 2023 của đấu giữa Gen.G Sport và KT Roster trong khuôn khổ giải đấu với bản quyền phát sóng thuộc về Box Sport ở trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe để ủng hộ cho các kênh phát sóng của chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như Facebook, YouTube, GG Live và cả TikTok nữa. Còn ngược trở lại khu vực đường dưới sẽ là như thế nào đây? Lần này thì vẫn đang còn để dành cái dạng súng hỏa ngục dành cho Pay. Anh ta chưa vội sử dụng. Có một tình huống can thiệp từ kết rồi. Định mệnh luôn bài vàng. Pay không có thanh tẩy trong tình huống này. Và anh ta bị cô lập rồi. Anh ta sẽ là người nằm xuống vào điểm chiến công đầu dành cho mình. Pha tấn công chấp nhoáng đến từ bộ tứ của KT Roster. Và gần như là họ tận dụng cái khoảng trống mà cái thanh tẩy đó đến từ Pay chưa kịp hồi lại. Trước đó đã có một tình huống lấy được phép bổ trợ rất tốt đến từ Amin. Và ngay tại thời điểm mà BD cấp 6, chúng ta hãy nhìn kết có mặt ngay lập tức ở khu vực dưới. Câu trả lời Gen.G có câu trả lời, nhưng Pinus không dám xuống bởi vì đơn giản rằng con Virgo của kết chưa lộ hình. KT đang vướng vào nguy cơ có thể bị mất luôn con dòng nguyên tố khi mà triển khai dòng một cách rất nhanh và chấp nhoáng đến từ bộ đôi của Gen.G Sport Pay là người để đường tốt hơn. Và anh ta sẽ hỗ trợ cho tình huống ăn dầu này của Peanut mà thôi. Còn ở cánh trên là khoảng trống được tạo ra để Kim lấy được cho mình một lớp giáp trụ. On di chuyển ngược trở lại đến từ Doran nhưng đã quá trễ rồi. Vẫn sẽ là tài nguyên dành cho đường trên bên phía KT Roster được khai thác tốt trong pha thi đấu vừa rồi, mặc dù là đội của anh ta mất dầu. Ở cánh dưới thì là khoảng trống để Kim đục hai stack trụ. Với tình huống đẩy của mình, Chovy bắt buộc phải dùng dịch chuyển để chặn lại với tình huống khai thác giáp trụ đến từ đường trên của KT. Cái bài này rất là quen. Ngay lập tức bên phía U con sư giả vừa rồi, Peanut mở ép được cho mình đó, chiêu cuối đến từ Amin. Amin cũng đã mất đi cho mình đó thốc biến. Tôi cảm giác xạ thủ bên phía KT không còn đường về nữa. Muốn nhường dành cho Pay nhưng không nhường được. Vẫn sẽ là điểm hạ gục dành cho vị trí của Peanut mà thôi. Và tình huống khai thác tốt đến từ Gen.G với pha thả sứ giả tới từ KT Roster. Nhưng góc này là một góc một kỳ đứng dình sẵn. Chovy rất tỉnh táo trong pha vừa rồi khi anh ta bật kim cái máy quét lên để tránh việc bị mất quá nhiều máu trước con Malphite của Kim với tình huống mà anh ta chích bụi. Những nỗ lực để có thể tấn công tiếp vào cái lớp giáp trụ đó khiến cho Kết bị phản công ngược trở lại. Kết đang có ý định quay ngược trở lại với một cú chi cuối của BD. Mục tiêu tấn công là Delay, người đã mất tốc biến trước đó rồi. Bài vàng ném vào người của Pay nhưng cách ta có thanh tẩy tốc biến né hất tung thành công đến từ xạ thủ bên phía của Gen.G Sport. Và TF của BD lên bảng đếm số, dù ngoại thì vừa khép góc đến từ vị trí của Delay. Và Doran sẵn sàng với tình huống mà anh ta đứng phá thông nổ mà thôi. Hook thành công với xung kích bóng cháy và điểm mạng hùng dành cho Peanut. 2-1 dành cho Gen.G, 3-1 dành cho họ ở phút thứ 12. Và Peanut đang tìm kiếm mạng thứ tư dành cho đội của mình, hay chẳng lẽ anh ta không tìm được con Rakan trong tay của Lehen với tình huống bấm bê về nhà thành công. Hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Một tình huống mà Peanut lao vào tấn công trước vào bộ đôi BD cũng như là Kết. Anh ta nhắm vào BD. BD mất cái đồng hồ và anh ta gần như là bị chôn chân ở trong khu vực hang rồng. Sát thương đến từ Peanut là cực kỳ nhiều với hai tình huống hất tung đến từ cái lốc xoáy. Mặc dù anh ta không kiểm soát được con đồng nguyên tố, cho vì tốc biến hồn gió để khiến cho pha giao tranh này kéo dài. Kim quay ngược trở lại nhưng anh ta không tông trúng vào Aphelios. Kết là rất là ổn cho đến cái tình huống này. Nhưng tôi nghĩ rằng cái tình huống sau đó khi mà anh ta cướp xác và sử dụng tuyệt mạnh ngược trở lại để lùi về thì nó hơi fail. Và nó khiến cho bộ 3, bộ tứ bên phía KT Roster úp mặt vào hàng dòng, họ không còn tài nguyên để đào thoát nữa.
Và Châu Vi với lượng máu đầy đủ, anh ta không bị động vào trong tình huống giao tranh, anh ta hôn gió thành công, lửa hồ ly hạ sát thành công ấy mình, và Cớt thì cũng sẽ không thể nào đủ may mắn để có thể trốn thoát được khi ta không có bất cứ một tài nguyên nào cả. Quét sạch không chính thức dành cho bên phía của Genji, và mặc dù mất dòng, tôi nghĩ rằng Genji hoàn toàn hài lòng. Cái lượng sát thương được tạo ra đến từ con Wukong của Binus ở thời điểm hiện tại với gần hai món đồ là rất lớn với 6 điểm hạ gục nha. Nhưng có vẻ như anh ta vẫn chưa đủ tiền để có thể hướng lên trang bị thứ hai, đó là cái dù đen, để gia tăng thêm cho mình một cái ngưỡng sức mạnh nữa với người mạnh nhất của Genji Esports ở thời điểm hiện tại. Góc này thì ai đã bị bắt đây? Cớt bị bắt lại, sự tốc biến đầu tư đến từ người chơi đi dựng bên phía KT Roster, nhưng anh ta đã mất quá nhiều máu. Bỏ rồi. Và phải bỏ thôi, KT phải bỏ trong tình huống này khi rừng của họ mất tài nguyên và lượng máu không đủ để Cớt ở lại cho tình huống tranh cướp dòng. TF của BD sẽ hướng lên khu vực trên với một cú định mệnh của mình nhằm mở ra cái trụ vẫn đang còn khá là thấp máu. Một pha thi đấu mà chúng ta có thể thấy bên phía của Genji họ đã tận dụng tốt cái lượng tầm nhìn được trải ra từ trước, và chưa kể đó với cái lợi thế con sứ giả nữa giúp cho họ có được những pha cắm mắt tốt hơn so với bên phía của KT. Và khai thác tấn công vào Cớt khiến cho người chơi rừng của phía KT Roster bị thấp máu. Một pha kiểm soát mục tiêu khá là đơn giản mà thôi. Và lượng thế lấy khu vực giữa thì Genji đang muốn lấy hai trụ của đối phương, cả lấy trụ hại đối phương với Thác Hoa Luân và đặt cho mình một cái tháp canh ra, thì Pay sẽ có được cái trụ này mà thôi. Khả năng mở giao tranh đến từ bên phía của Genji với lại Wukong với lại Ari, và chưa kể đó là những tình huống hiệu triệu, hỏa dương hiệu triệu đến từ Doran nữa. Hai đang đứng trên mắt nha. 45 giây nữa với con rồng nguyên tố thứ tư của bảng đấu và đang chuẩn bị là ngưỡng rồng 3 dành cho Genji. Cái đường ra rồng của KT Roster đang rất xa nha, họ đã mất hai trụ đường giữa. Và đây là pha hất tung bắt Lehen, hồn gió thành công đến từ Chobi bắc trước, giữ chân thành công, Lehen không có đường để thoát nữa, và đây dầu điểm và cũng đã có dành cho Pay. Với pha Blair đứng rất lâu trên một con mắt và tổ được cắm trước đó, tới từ đội hình của Genji, chúng ta đang tự tin là mình có đúp, mình có đồng đội phía sau để có thể đu điều dậy tiếp viện. Nhưng mà nhìn về cái góc dung hoàng thủy vực rồi rất khó chịu đến từ Delay. Và thêm vào nữa là một phần bởi vì họ mất đi cho mình đó hai trụ khu vực đường giữa, nên cái thế trận khu vực đường giữa không nghiêng về cho bên phía của KT Roster. Lợi thế về mặt nhân sự, lợi thế về mặt tầm nhìn bắt đầu đang được triển khai dành cho phía của Genji. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì có lẽ như họ cũng khựng lại một nhịp mà thôi. Họ đang cân nhắc mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là gì, và câu trả lời chúng ta cũng đã có rồi. Vì nó sẽ tấn công vào con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu, chiêu cuối của BD dùng để soi đèn mà thôi. Khó. Anh ta sẽ không có góc để dùng định mệnh trong pha này. Bắt đầu một tình huống giao tranh, anh ta bay lên phía trên khu vực hàng rồng. Rồng đang được triển khai rất nhanh đến từ bên phía của Genji Sport. Doran sẵn sàng với hỏa dương hiệu triệu để mở, và sát thương đủ đến từ bên phía của Genji. Tình huống họ ăn rồng thành công với cú trừng phạt đến từ vị trí của Pinus. Cớt lao thẳng vào nhưng anh ta đang bị cô lập nha. Dê húc lần hai không trúng ai cả. Tình huống hất tung hai người đến từ vô công trong tay của Pinus, và lượng sát thương tạo ra của anh ta là quá nhiều. Cớt lên bảng điểm số, hất tung hai người đến từ đội hình bên phía của Genji. Họ có thêm mạng, sẽ là ba điểm hạ gục, nhưng không kịp lùi về được với không thể cản phá. Vẫn là ba mạng dành cho bên phía của Genji khi Rakan trong tay của Lehen mất tất cả mọi thứ nhưng không thể có đường lùi về. Và Genji sau cú quét ba người họ sẽ tiến thẳng ra Baron mà thôi. Là một tình huống cầu kéo tốt nữa đến từ bên phía của Genji, và Pinus tiếp tục có rất nhiều điểm hạ gục ở trong pha thi đấu đó. Hãy cùng xem lại màn hình review của Lehen. Anh ta chính là nạn nhân ở trong cái đợt tấn công vừa rồi. Và quay ngược trở lại với pha thi đấu này. À không, ở khu vực đường dưới. Hòn đá cô đơn đã bị khai thác. A Minh cũng đang có mặt ở khu vực đường dưới, thì cái dấu hiệu để có thể khởi động Baron đã có dành cho bên phía của Genji. Và hãy nhìn về cái cách mà nâng cấp trang bị của Doran kia. Anh ta đang nâng cấp ngồi nổ chủ lực của mình, đó chính là con bài Wukong của Venus. Được nâng cấp món trang bị trước. Hợp lý thôi, bởi vì anh ta là người mạnh nhất mà. Rất là hợp lý với việc là nâng cấp đồ cho Venus. Và trong cái lượng sát thương thì Venus tạo ra tình huống lốc xoáy, ta trừng phạt thành công với pha bắn thẳng vào và cướp đến từ Cớt. Tốc biến vào và trừng phạt thì không thành công. Đối tượng người chơi dừng bên phía KT Roster, anh ta mất quá nhiều đây là tình huống trước đó rồi, bị hất tung và bị dính cho mình cả hôn gió của Châu Vi nữa. Không có tài nào để thoát thân cả. Và đây sát thương đến từ Pinus với hai lần lốc xoáy, và đây có thể sẽ là solo kill dành cho người chơi đi dựng bên phía của Genji Sport. Anh ta cố chim mồi và solo kill cân đôi luôn đến từ đậu nhỏ. Cận chỉ có đường đào thoát mà thôi, anh ta dùng cả tuyệt mệnh để thể tháo lùi về. Trước lượng sát thương tạo ra là quá vượt trội đến từ con khỉ đá này. Quá kinh khủng. Một trong những cái lần hiếm hoi mà tôi đang thấy con Aphelos nó không được nâng cấp trang bị đến từ On, mà thay vào đó chính là Pinus với con bài Wukong đang cực kỳ xanh xao. Và để coi, với rất là nhiều những lợi thế như vậy thì có lẽ như ván thi đấu này đang nằm trong túi các thành viên của phía Genji rồi. 9-0 rồi. 9-0 với con Wukong của Pinus rồi. Và anh ta thực sự là một con quái vật ở thời điểm hiện tại. Với lượng sát thương mà anh ta có thể tạo ra được, Doran hất tung thành công được vị trí của Kim, và Kim không trâu như anh ta nghĩ đâu. Có luôn cho mình ta có luôn đến từ Pay, hất tung thêm nhịp nữa ép luôn báo tố đổi dậy của ấy mình. Và Genji đang muốn kết liễu ván đấu luôn à? Không, họ dùng cổng công nghệ để có thể tháo chạy về. Cớt anh ta đang muốn có thêm góc để mở trong một tình huống, nhưng không, Pinus quay trở lại trả một cái thiết bản ngàn cân, và ở đường trên là khoảng trống tạo ra đến từ Chovy để anh ta lấy thêm được trụ ngoài với một loại Baron thuộc về Genji Sport.
Rồi, như đã nói, với nhiều lợi thế như vậy thì có thể thấy ván thi đấu này đang nằm trong túi của các thành viên của phía Genji. Chính lệch về tiền khoảng chừng 5.000 tiền, nhưng mà về mặt thế trận ta có thể thấy hoàn toàn nghiêng về trong phía của Genji rồi. Họ đang là đội tuyển sở hữu 3 cầu thủ nguyên tố, họ hoàn toàn có thể gây sức ép được ở trong những cái trận thi đấu tiếp theo. Dịch chuyển khá sớm để có thể giữ thế dành cho Chovy phối hợp cùng với những người đồng đội của mình. Doran đang sẵn sàng với pha mở rộng. Chovy di chuyển ra, đội hình bên phía Genji Sport tập trung lại một cách rất nhanh chóng, và cái tốc độ hủy diệt dòng của họ là quá nhanh, đi bỏ luôn rồi. Lehen cũng tương tự là như vậy, họ đang muốn đầu tư tầm kiểm soát của mình lên cánh trên với những con mắt cắm trước đến từ Lehen. Nhưng tôi tin rằng sau khi mà Genji có Esports có được cho mình lên hồ dòng công nghệ, họ sẽ hướng thẳng ra con Baron với tình huống kiểm soát ngược trở lại mà thôi. Lượng bắt giải là không thực sự quá đáng kể đến từ Lehen. Ta đang có những cái vòng góc vòng sau khó chịu. Dịch chuyển có đến từ Kin. Và có vẻ như những con mắt để lại này để đảm bảo rằng Kin sẽ có được cho mình những cái góc để ta dịch chuyển vòng sau và đội hình bên phía của Genji ở khoảng 1 phút 25 giây nữa khi con Baron xuất hiện. Nếu là có những góc vòng rất khó chịu, nhưng anh ta liên tục phá hủy tầm nhìn của đối phương để tạo ra những cái góc vòng giúp cho những cú chơi cuối trúng nhiều người hơn. Dùng chim mồi để bết, nhưng không có tình huống băng vào đến từ Lehen. Quay đặt hùng xuống, đây là pha đúng trúng đến từ Kin. Thọ tìm được bay nhưng ngay tức ngập luôn đến từ vị trí của D-Line. Họ sử dụng triệu được gọi bay có luôn cho mình ánh trăng dẫn lối. Dạng huyết tinh đã bị hất tung rất nhiều lần nhưng vẫn sống. Bay vẫn sống trong giao tranh, và bên phía của KT Roster bất lực trong việc hạ sát thành công được chủ lực sát thủ đối phương. Ấy mình làm tất cả mọi thứ để rút lui về, anh ta còn cho mình thanh tẩy, nhưng thanh tẩy làm thế nào né được quy của Hùng Công đây. Và cú quét 4 người, 3 người dành cho thành viên bên phía của Genji Sport. Họ sẽ end game ở ngay thời gian phút thứ 33 này để cân bằng tỷ số 1-1 trong cặp trận BO5. Họ có hùng khống chế, họ có khả năng mở giao tranh nhưng họ thiếu đi sát thương. Chúng ta có thể thấy BD cố gắng tốc biến để có thể ném bài vàng hình như vào người của D-Line để có thể ngăn một cú ngậm đuốc, nhưng không có lượng sát thương để có thể gây ra và uy hiếp vào người của Pay. Coi như là những tình huống nỗ lực đến từ bên phía của KT Roster là sôi hỏng bỏng không. Một ván thi đấu rất thành công dành cho phía của Genji và khiến cho kèo thi đấu BO5 này phải quay trở lại với cái thế cân bằng. Thiếu đam quá, thực sự là họ rất thiếu đam. Họ mở tốt rồi với một con. Cuối cùng thì Mao Phai của Kim đã tìm được bay trong một tình huống giao tranh. Anh ta đúng trúng được người cận đụng, nhưng cái cú tốc biến bài vàng đến từ vị trí của Ui nó trúng vào tăm Ken, và cái lượng sát thương đầu ra nó không đủ để ngay lập tức hạ sát thành công Aphelous. Vẫn đủ thời gian đi lại, anh ta nhấn nút R vào người đồng đội của mình. Và khi bay sống, Genji quay trở lại với một con hụt công quá khủng khiếp. Và đây thực sự sẽ là một ván đấu mà Peanut sẽ nhận được 100 điểm POG, tôi tin là như vậy.